Với quy mô tổ chức lớn nhất từ trước tới nay, lễ khai mạc sẽ biến sân vận động J-Sport City với sức chứa hơn 43.000 chỗ ngồi tại thủ đô Abu Dhabi trở thành bữa tiệc của âm nhạc và ánh sáng để vinh danh những thành tích của bóng đá châu Á. Ban tổ chức tiết lộ sẽ có tới 600 nghệ sĩ và chuyên gia trên toàn thế giới tham gia biểu diễn. Lễ khai mạc sẽ có mô hình chim ưng, cánh hoa sen cỡ lớn và một bàn sao khổng lồ của chiếc cúp ASEAN Cup. Ước tính sẽ có khoảng 300 triệu người trên toàn thế giới theo dõi lễ khai mạc. Ngay sau lễ khai mạc sẽ là trận đấu đầu tiên của giải giữa chủ nhà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain. Theo lịch thi đấu, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có trận đấu ra quân gặp tuyển Iraq vào ngày 8 tháng 1.